Xin chào các bạn, một ngày vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện bạn đã dành cho gia đình những gì. Khi còn nhỏ, bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn để kẹo cho đứa em, đứa bạn cùng ngồi bàn. Nhường đôi khi là tranh giành để đánh nhau với những đứa em chỉ vì cái chỗ ngồi. Bạn rất vui khi nhận trục nhặt giùm cô bạn trong lớp, nhưng lại luôn phân bì việc chọn dọn dẹp nhà cửa của đứa em ở nhà. Bạn có thể hân hái làm việc đầu bếp siêu hạng trong chiến cắm trại đại giải ngoại của lớp, nhưng lại không nhấc nổi cái tay chân vào bếp để nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm. Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng nhiều giờ ngồi ở tiệm điện tử và chỉ bảo cho những cái tên đệ tử với những cái game phức tạp, nhưng lại không thấy một phút để giảng bài cho đứa em. Bạn luôn nhớ chúc mừng và quà tặng sinh nhật cho bạn cô gái nhân ngày sinh nhật 28 tháng 3, nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ. Bạn là xa sầm mặt mày, thậm chí nổ xương lên chỉ vì những lời trách cứ răn đe của bố mẹ. Dù đúng, nhưng sau khi bạn lại quay ngay nhưng ta chưa đừng được nghe. Bạn đã từng lựa chọn mỗi khi xoa đầu cho mẹ khi cảm thấy mình, nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh gác cho giấc ngủ của bạn mỗi ngày. Trái gió trở trời khi lớn lên, bạn quá bận rộn với nhiều công việc, ngày nào cũng thức khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi ngủ, mà đôi khi lại quên hỏi thăm mẹ vì đã trong đèn thức chờ cơm bạn. Bạn đã từng làm cha mẹ khó chịu vì cha mẹ mình lúc nào cũng lẳng lặng, già khó trẻ, nhưng lại quên đi chính mắt những vì phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn, mà cha mẹ của bạn đã về hướng ngược lại. Bạn không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ cũng luôn luôn bên cạnh bạn, che chở nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên. Khi bạn rời xa gia đình, bạn bắt đầu hiểu cha mẹ và đã vất vả khó nhọc thế nào mới nuôi bạn khôn lớn. Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ cứ trách mình. Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không còn trẻ trâu như chút nào, khác hẳn với bạn. Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao nhiêu giây gia đình sum họp và đầm ấm. Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thật tâm giúp mẹ mình trong công việc gia đình. Bạn có những lúc nhận ra mình đã làm sai đặt tên cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều, cha mẹ không hiểu con. Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình mình tạo vị trí bất thường trong trái tim, chỉ khi thật sự mất đi một điều gì đó, bạn mới hiểu điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày, những phút giây bình dị nhất của gia đình bạn sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu sẽ tự nuối tiếc ư, sẽ không còn kịp nữa đâu. Bạn sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình bạn nhiều hơn nữa đi, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ của những khó nhọc của mẹ, những nghiêm khắc của cha, và nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể lúc nào đó bạn cũng không còn thời gian để quay lại như thế nữa đâu. Và câu chuyện bạn đã dành riêng cho gia đình mà đến đây là kết thúc. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ. Em thôi cũng bị nắm tắt lắm rồi. Tự tắt này.